Nhật Bản xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn tại Osaka. Ngày 19 tháng 12, cảnh sát Nhật Bản đã xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn tại một phòng khám thần kinh ở thành phố Osaka ngày 17 tháng 12, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Theo đó, nghi phạm là một bệnh nhân nam, 61 tuổi, tên là Morio Tanimoto. Đối tượng này là một trong số 27 người được đưa tới bệnh viện sau khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà 8 tầng. Hiện người này đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường ở tầng 4 của tòa nhà nhằm làm rõ động cơ gây án của nghi phạm. Theo các nguồn tin điều tra, băng ghi hình từ camera an ninh của phòng khám đã giúp cảnh sát xác định nghi phạm Tanimoto có mặt tại hiện trường khi ngọn lửa bùng lên vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 10. 7 tháng 12, sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy thẻ đăng ký khám tại phòng khám của đối tượng này. Cảnh sát Nhật Bản cho biết có ít nhất 24 nạn nhân thiệt mạng do ngạt khí trong vụ hỏa hoạn, gồm 14 nam và 10 nữ trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản. Sau vụ phóng hỏa phá hoại một xưởng phim hoạt hình ở Kyoto năm 2019 khiến 36 người thiệt mạng, một vụ hỏa hoạn khác năm 2001 xảy ra tại tòa nhà nằm ở quận Kabukicho, thủ đô Tokyo cũng đã khiến 44 người thiệt mạng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.